Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càn đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình, nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, dây dứt không yên.
có người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được? Vị hòa thượng nói: Không có gì là không thể buông bỏ được. Người đàn ông kia lại nói: Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được? Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được liền đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng lại nói: Trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi. Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn hay khi cận kề cái chết sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy, đương nhiên là sẽ thấy rất mệt. Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ. Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì, rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát an vui. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng mong manh rơi cuối chiều, buồn đến đi rất vội, sao mang hồn cô liêu. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc
có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có, thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống, thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc, thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc, và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú, hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ vẫn có người nói: bạn tôi à, cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: không sao đâu mà, đã có tôi ở đây. Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Phút nào tỉnh thức em ngồi lại, nhìn ra thế giới nghĩ về mình, thấy chăng một thứ chi thường tại, chập chờn mộng thực kiếp nhân sinh. Hạnh phúc là khi biết trở về, từ hun hút mộng nẻo sơn khê, từ trong tâm tối bao mờ mịt, chợt ánh dương bừng soi bến mê. Hạnh phúc là khi biết được người, đôi bàn tay nhỏ biết buông lơi, những ngọn gió trần thôi vướng bận, mặt nắng mưa qua giữa cuộc đời. Xưa là hạnh phúc bên kia núi, là cỏ bên đồi ngang ngát xanh, ngày nay chưa sống mơ ngày tới, thực tại vùi quên rất đoạn đành. Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai, mỉm cười nhận diện lá hoa phai, mùa thu đã đến trong thầm lặng, bên những dòng xe nối miệt mài. Thanh thản là khi tóc đổi màu, hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu, biết trăm năm hẹn cùng sương khói, vạn sự trôi về nơi bể dâu. Hạnh phúc là khi giữa đổi thay, lắng yên trọn vẹn phút giây này, ngắm bình minh đến
hoàng hôn lại, thả hết ưu phiền theo gió bay. Và có những câu châm ngôn, những câu danh ngôn mà chúng ta có thể đã biết rồi. Ví dụ như: khi cuộc đời đưa ta một quả chanh chua, đừng sợ, hãy dùng nó nấu ăn hoặc pha một ly nước chanh mát lành. Nếu như bạn đón nhận một việc với suy nghĩ bi quan, chán nản, thì những trắc trở trong cuộc sống của bạn chính là những quả chanh chua. Nhưng một khi bạn đón nhận sự việc đó với tinh thần lạc quan, yêu đời và tâm hồn rộng mở, thì những trắc trở sẽ trở thành ly nước chanh tuyệt vời. Nhăn mặt nếm quả chanh chua hay thích thú thưởng thức ly nước chanh mát lành đều do chúng ta lựa chọn. Thời gian có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng chưa chắc khiến cho người ta trưởng thành. Chỉ khi va vấp và đối mặt với những biến cố trong đời, con người ta mới dần khôn lên và hiểu biết nhiều hơn. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi. Tặng người một ánh hồng dương, cho hồn mở ngõ yêu thương đến cùng. Một ngày trong cõi tạm dung, vạn điều độ lượng sống chung trọn lành. Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng động, mỉm cười và tự nói với chính mình: tôi ơi, hãy thư giãn một chút, đây chỉ là khúc quanh chứ không phải đường cùng. Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Đạo đức không phải như bánh xe dự phòng để ta lấy ra làm bình phong khi xã giao bên ngoài. Đạo đức nên luôn như bánh lái để ta đi đúng đường suốt cuộc du hành ngang qua cõi tạm này. Khi người khác giúp ta giải quyết vấn đề nào đó thì hãy cảm ơn, nhưng đừng đặt niềm tin vĩnh viễn vào họ. Để khi họ không thể giải quyết những vấn đề của ta, thì ta vẫn có thể tin vào khả năng và sức lực của tự chính mình. Bạn cũ là vàng, bạn mới là kim cương. Nếu ta có kim cương, đừng quên vàng, vì muốn giữ được kim cương, ta luôn cần vàng để bọc kim cương. Tình bạn như một quyển sách, chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần đến vài năm để viết. Sự lo lắng không giúp bạn dẹp bỏ được sự khó khăn ngày mai, nhưng sẽ lấy đi sự bình an hiện tại. Cho nên, hãy sống đơn giản, nói năng nhân hậu và thương yêu chân thành. Chúng ta đều biết, xe hơi có kính trước lớn hơn nhiều so với kính chiếu hậu. Đời người cũng vậy, quá khứ của chúng ta không quan trọng bằng tương lai. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ta cũng nên nhìn vào quá khứ để lấy chút kinh nghiệm, để biết sống trọn vẹn với hôm nay và định hướng được ngày mai, phải không? Và hãy nhớ, khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, vũ trụ sẽ lắng nghe lời cầu nguyện ấy và chuyển năng lượng lành của ta đến người đó. Thế nên, những khi ta cảm thấy bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng có thể có ai đó trên đời đã cầu nguyện cho ta. Có đôi lúc ta hãy nên nhìn ngắm thế gian này bằng đôi mắt trẻ thơ, để nghe tiếng thương yêu từ sâu thẳm, chỉ cái nhìn nhân thế hết bơ vơ. Trong cuộc sống này, có bao giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh có quá nhiều cơ hội trước mắt để chúng ta có thể lựa chọn? Và con người mà, ai cũng muốn mình thập toàn thập mỹ, cho nên cũng muốn những lựa chọn thập toàn thập mỹ
để xứng với bản thân mình, muốn được là cái tốt nhất và muốn được chọn cái tốt nhất. Ngày nọ, anh sinh viên trẻ tuổi và một người thầy già cùng trao đổi về sự hoàn hảo. Anh sinh viên say sưa nói về khát khao kiếm tìm sự hoàn hảo. Người thầy chăm chú lắng nghe rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Thầy có thể đề nghị em làm một việc được không?" "Dạ, con rất sẵn lòng." "Phía trước mặt chúng ta là sân cỏ. Em có thể ngắt cho thầy một lá cỏ em cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất không? Với điều kiện là em chỉ được đi thẳng về phía trước để chọn lá cỏ, không được bước lùi lại." Anh sinh viên đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm lá cỏ hoàn hảo nhất. Ngay từ bước chân đầu tiên vào sân cỏ, anh đã nhìn xuống và đã thấy một lá cỏ xanh mướt. Anh toàn đưa tay định ngắt nó thì lại thôi, vì anh vừa phóng tầm mắt ra phía trước và thấy nhiều lá cỏ đẹp hơn nó nhiều. Anh bắt đầu bước tiếp bước chân thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Nhưng cũng như những lần trước, khi định ngắt lá cỏ dưới chân thì anh lại thấy những lá cỏ khác ở phía trước trông đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cứ thế, anh rảo bước tìm kiếm một lá cỏ thật hoàn hảo. Nhưng anh có biết đâu rằng vì mãi mê tìm kiếm mà đã đi đến phía bên kia khoảng sân lúc nào không hay. Ở bước chân cuối cùng ấy, với một khoảnh cỏ nhỏ nhoi trước mặt, anh đành ngắt lá cỏ đẹp nhất trong đó và quay lại nơi người thầy đang đứng đợi. Gương mặt anh không còn hào hứng như lúc đầu, có lẽ vì anh đã hiểu ý nghĩa việc mình vừa làm. Anh lặng lẽ đưa cho người thầy lá cỏ. Cầm lá cỏ trên tay, người thầy mỉm cười hiền hòa, bảo anh ngồi xuống và nhẹ nhàng nói: "Thế đấy em à, nếu em biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm, hẳn em đã có được lá cỏ hoàn hảo hơn lá cỏ này rồi. Nhiều người trong đời cũng vậy, vì mãi lựa chọn nên đánh mất những cơ hội tuyệt vời, để rồi sau đó tiếc nuối. Hãy suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay em nhé." Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc sống này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay, nào nhúm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy, tại lòng mình sống dậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy, kìa vô ưu vẫn đẹp giữa vô thường. Có khi nào bạn thử một lần lắng đọng ngồi quan sát thế gian? Có thể bạn sẽ nhận ra dường như cuộc đời chẳng bao giờ ngưng biến động, như thể sống không ngừng vỗ bờ. Lắm khi những đợt sống phiền muộn, bất an nhiều hơn những đợt sống vui vẻ, bình yên. Có lẽ cũng vì thế mà có người cầm tờ báo rồi bảo: "No news is good news." Không có tin tức gì tức là tin tốt. Nhưng có một điều rất lạ rằng, ngay cả sống yên biển lặng, nhiều người vẫn không cho đó là hạnh phúc. Họ không thể ngồi không, nhất định phải khuấy lên những sóng gió não phiền để cảm thấy mình tồn tại, để được người khác quan tâm, chú ý. Lẽ nào tâm hồn con người nghèo nàn đến thế sao? Lẽ nào ta sống cả đời với cái bản ngã như của người hành khất, luôn đi tìm hạnh phúc từ khổ đau, rồi lại trở thành nạn nhân của chính bản ngã ấy ư? Một trong những bí quyết để sống trong bình an, hạnh phúc chính là biết cách đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, biết an nhiên đón nhận mọi sự và tận hưởng trọn vẹn mỗi phút giây bình yên, vui vẻ trong đời, ngay bây giờ và tại đây. Hạnh phúc đâu phải chỉ là luôn luôn có được thứ ta muốn tìm, là biết trân quý giữ gìn những gì hiện hữu bên mình hôm nay. Phóng viên nổi tiếng Sydney Harris và một người bạn dừng chân mua tạp chí ở một quầy bán báo. Mua xong, người bạn rất lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng người chủ quầy báo mặt lạnh như tiền, không thèm mở miệng đáp lại một tiếng,
Hai người rời quầy báo, tiếp tục đi về phía trước. Sydney Harris hỏi bạn: ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không? Cứ tối đến là anh ta lại như vậy. Người bạn đáp lại: vậy sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ? Sydney Harris hỏi tiếp: tại sao tôi phải để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ? Người bạn trả lời: trong tâm mỗi người luôn có một chiếc chìa khóa của niềm vui, nhưng nhiều người đã không biết tự nắm giữ nó mà đem trao nó cho người khác. Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: tôi sống rất buồn khổ vì chồng tôi thường vắng nhà. Cô ấy đã đặt chìa khóa niềm vui của mình vào tay chồng. Một người mẹ nói: con trai tôi không biết nghe lời, khiến tôi thường xuyên nổi giận. Bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai. Một người trung niên thở dài: sếp không thăng chức cho tôi làm tinh thần tôi sa sút. Anh ta đã nhét chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình vào tay vị ông chủ kia. Bà cụ kia than thở: còn dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ. Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên: thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét. Những người này đều có một quyết định giống như nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần của chúng ta có cảm giác mình là người bị hại, không biết làm gì ngoài trách móc và căm giận người kia. Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Khi trách móc người khác, ta truyền đi thông điệp: tôi khổ như vậy là do anh, do chị, do con. Và anh, chị, con phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này của tôi. Lúc đó, chúng ta phó thác cho những người khác trọng trách phải làm ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận rằng mình không có khả năng làm chủ mình, mà chỉ có thể nhờ ai đó sắp đặt và chi phối. Những người như vậy thường khiến nhiều người không muốn tiếp xúc, gần gũi. Lý do đơn giản là bởi khi nhìn thấy họ, mọi người chỉ thấy toàn sự trách móc, giận hờn. Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì sẽ không đợi chờ người khác làm cho mình vui, mà ngược lại, họ còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tự tạo ra niềm vui, biết giữ gìn niềm vui cho chính mình. Thế nên, người đó luôn thảnh thơi, vui vẻ trong công việc lẫn cuộc sống, không bị áp lực từ người khác. Chiếc chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Vậy hãy nhanh lấy lại bạn nhé. Có đôi lúc mãi lo tìm chìa khóa, trong túi chìa vẫn đó lại không hay. Hãy ngồi xuống lặng yên và nhận biết, mặt trời hằn sau lớp lớp mây bay. Người ta thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ phải không? Vậy thì tại sao chúng ta không yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương cuộc đời nhiều hơn và cười với cuộc đời, với mọi người nhiều hơn? Những lúc thân tâm mệt mỏi, thật khó khăn nở nụ cười. Nhưng nếu nhoẻn môi cười được, hoa lòng khô héo dần tươi. Những lúc đời bạc như vôi, bao thiệt thòi ta gánh chịu. Ngày đó nếu biết mỉm cười, xả buông tâm hồn nặng trĩu. Cuộc đời ghét ghen đàm tiếu, đừng sống trong miệng người ta. Nhẹ nhàng mỉm cười không nói, ngày tháng chi rồi cũng qua. Ai sống lỗi lầm với ta, mỉm cười lòng thêm độ lượng. Biết đây là cõi ta bà, con người ưng gây nghiệp chướng. Những lúc khổ đau vất vưởng, cứ lạc quan một nụ cười. Khi sống tốt theo điều thiện, trời không tuyệt lộ con người. Hãy để tình thương lên ngôi,
ngày thêm nồng nàn nghĩa sống. Hồn như biển rộng bên đời, nụ cười dưỡng nuôi hy vọng. Vẫn nghèo nếu làm tổng thống mà luôn túng thiếu nụ cười, khổ đau kia là một chuyện, ai cấm lòng mình vắng vui. Nụ cười điểm tô hạnh phúc, hôm nay bạn đã cười chưa? Hay chăng nụ cười cai diếp còn nguyên dù đã bao mùa? Những nỗi khổ cần nhìn thấu để vượt qua. Một, không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại? Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã, đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. Hai, không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự náo nhiệt vô vị, chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. Ba, tiếc nuối quá khứ. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ nghĩa là còn sống một ngày dây dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. 4. Không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vạn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất, bạc tiền, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ai,
trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ, tâm hồn rạng ánh quang minh. Trong cuộc sống này, sự thành thật, sự lương thiện luôn luôn là một điều tối cần thiết cho mỗi người chúng ta. Sự lương thiện là vầng trăng sáng nơi tâm hồn mỗi người. Vầng trăng thiện lương có thể chiếu sáng bầu trời tinh thần, cảm hóa và thay đổi tâm hồn tất cả những ai đi dưới ánh sáng của nó. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tưới tẩm mỗi ngày thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo, thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm, tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện lương của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại, ấm nóng. Hành thiện chẳng phải là gửi tiền trong ngân hàng. Người thiện thực sự không quan tâm tới tiền lời, tiền lãi. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc thiện của mình. Thường soi bóng bên dòng sông tâm niệm, nếu ta cười, ảnh hiện nụ cười ta. Cùng thế ấy, luôn sống đời hướng thiện, vững tin mai hạnh phúc lại trao quả. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện, vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2 phút rưỡi thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nỡ, một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lượt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp.
Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Trong cái xã hội mà ngày nay người ta ai nấy cũng đều chạy trong cái cuồng quay công việc, cơm áo gạo tiền, thì không biết là mọi người có nhận ra những nghịch lý ngày hôm nay hay không. Thời buổi này, người ta có nhà cao cửa lớn, nhưng gia đình thì bé lại hơn xưa. Lắm bạc tiền, nhưng tất cả chạy đua, chung mái ấm mà bơ vơ tội nghiệp. Thời buổi này, sống xã giao bạc thiệp, miệng nói cười, lòng ngập những mưu toan. Thật khó biết ai là đá, là vàng. Niềm tin trưởng thành, món hàng xa xỉ. Thời buổi này, ăn nhanh, tiêu hóa chậm. Biết tận chân trời, nhưng chẳng biết chung quanh. Nhà ngói nhiều hơn những nhà tranh. Sao tất bật, loài người như robot. Thời buổi này, kiến thức nhiều mà hành vi dại dột. Thành công bề ngoài mà thất bại bề trong. Sống tiện nghi nhưng vật chất quay mộng. iPhone mất kể như mù đôi mắt. Thời buổi này, cái được nhiều hơn mất. Cái mất chính là đạo đức đã đi chơi. Xác thân to, lòng teo tóp lại rồi. Nhìn thống khổ, bao hững hờ vô cảm. Thời buổi này, lượng nhiều mà phẩm giảm. Kiếm sống nhiều mà cuộc sống chẳng là bao. Và yêu cuồng sống vội kiểu phong trào, người hóa kiếp thiêu thân thời hiện đại. Nhiều nghịch lý nói thêm càng tê tái. Văn minh này đã đích thực văn minh. Xin nguyện cầu cho thức tỉnh hồi sinh, rời bỏ những hư vinh mà sống thật. Sống vô nghĩa nếu cuồng quay tất bật. Hạnh phúc đời người đích thực có bình an. Xin sống nửa đời về sau. Một, nửa đời về sau hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Hai, nửa đời về sau hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. 3. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn. 4. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè vui vẻ chuyện trò. 5. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc.
sống. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề phiền não. Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống. Vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, ta sẽ thấy tâm hồn và thể xác thanh tao hơn. 8. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình, thậm chí với cả người xa lạ, ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng giàu dạt những niềm vui. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Khi một người được hỏi rằng hạnh phúc là gì, thì người đó đã trả lời: hạnh phúc có nghĩa là những gì hoàn hảo trong cuộc sống đã được đủ đầy, đã được lấp đầy và đã được tìm thấy. Nhiều người luôn muốn trở nên hoàn hảo hơn và nghĩ rằng sự hoàn hảo sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng sự thật là ta vẫn có thể hạnh phúc dù không hoàn hảo. Chuyện kể rằng ngày xưa có một hình tròn rất tự hào về thân hình hoàn hảo đến từng milimét của mình. Một sáng nọ thức dậy, nó bỗng giật mình khi thấy mình đã mất một góc lớn hình tam giác. Quá buồn bực, hình tròn quyết định khăn gói lên đường đi tìm mảnh vỡ đã bị mất. Vì không còn hoàn hảo nữa nên nó lăn rất chậm chạp. Trên hành trình của mình, từ chỗ buồn bã vì mình không còn hoàn hảo, nó dần chuyển sang khoan khoái đón ánh nắng ấm áp, lắng nghe tiếng chim hót trên những cành cây. Nó ngợi khen những bông hoa đang khoe sắc tỏa hương bên vệ đường. Nó thủ thỉ tâm tình cùng sâu bọ. Nó đã được thấy rất nhiều chuyện hay ho. Nó đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ, nhưng chưa có mảnh nào thật sự vừa vặn với nó cả. Thế là nó lại tiếp tục đi tìm. Trải qua nhiều ngày nhiều tháng, một ngày kia, vòng tròn tìm được một mảnh ghép hoàn toàn vừa khít với mình. Nó sướng rung. Bây giờ nó lại hoàn hảo như xưa rồi. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng ơ kìa, sao nó lăn nhanh thế? Nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường nhòe đi trong mắt nó. Tiếng chuyện trò của sâu bọ bị bạc đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó đã trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường, rồi tiếp tục chậm chậm lăn đi với thân hình không còn hoàn hảo. Bài học mà hình tròn này tặng cho tất cả chúng ta chính là ta không cần phải trở nên hoàn hảo mới cảm thấy hạnh phúc. Bởi nếu thứ bạn cần là tiền thì tất cả những gì bạn nhận được chỉ là tiền, không hơn. Còn hạnh phúc lại là một cảm nhận hoàn toàn chủ quan, được thể hiện qua sự hài lòng với cuộc sống, cách bạn cảm nhận về mọi thứ xung quanh, sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, chứ không nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc, vật chất. Đức Phật dạy rằng, khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân
và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Buông bỏ chính là biểu hiện của người có trí tuệ. Biết buông bỏ thì mới có thể hạnh phúc. Lần nọ một người hỏi đất: đất sống với nhau thế nào? Chúng tôi bao hàm chấp nhận, tô bồi xây đắp cho nhau. Lần kia người hỏi rừng cây: cây sống làm sao với bạn? Chúng tôi vui mọc sum vầy, chở che nhau cùng hoạn nạn. Người hỏi mây trời phiêu lãng: thế nào bay lượn cùng nhau? Chúng tôi lòng không giới hạn, tan vào nhau thuở ban đầu. Rồi người hỏi thầm lá cỏ: chung sống bạn bè ra sao? Mặt đất đang xen nương tựa, chia từng sương nắng gửi trao. Hỏi dòng sông xuôi năm tháng: thế nào nước nhịp nhàng trôi? Chúng tôi quyện hòa nhau chảy, dù khi sóng dập gió dội. Rồi người gạn hỏi từng người: với nhau thế nào ta sống? Không ai một tiếng trả lời, những pho tượng cười di động. Đời còn dẫm nhau mà sống, người còn nặng những niềm riêng. Vì ngỡ kiếp đời miên viễn, tình người đạo đức xô nghiêng. Người về thương người nhỏ lệ, cúi mình lạy khắp thiên nhiên. Trong đời sống hiện đại ngày nay, chúng ta hay nghe nhiều người hay nói rằng: chúng ta phải đi tìm bình an. Bình an ở nơi đâu? Bình an của ta đâu rồi? Vậy thì xin mời các bạn cùng lắng nghe, cùng nhau đi tìm bình an trong lòng ta. Làm người nói dễ cũng không dễ. Chẳng dễ gì lay động hàng ngàn trái tim theo điều hay lẽ phải, hoặc quản lý miệng lưỡi thiên hạ. Làm người nói khó cũng không quá khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình, thế là đủ. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Bất luận bạn thành công ra sao, cũng sẽ có người bình phẩm tốt, sống. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Ở đời, mỗi người có một phong cách sống, sao không nâng đỡ nhau cùng đi lên, mà cứ chăm chăm hạ thấp, dìm nhau xuống, rồi để được gì? Đúng sai, phải trái, tốt xấu là do góc nhìn khác nhau của con người. Điều quan trọng không phải là nhất định sang bằng những dị biệt, mà là giữa những dị biệt đó, ta sang bằng được sự hơn thua, đố kỵ, cố chấp trong chính cõi lòng của ta. Nợ nần trong cõi nhân gian, trả vay hoài chốn địa đàn lãng quên. Nghìn thu trả nợ ưu phiền, giả tràng quên nổi bình yên thuở nào. Một nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng có thói quen rất lạ. Cứ cách một thời gian, ông lại dẫn vợ con đến lò hỏa táng để xem. Có người hỏi ông nguyên do làm thế. Ông nói rằng chỉ cần đến nơi đó, cái tâm nóng nảy của ông sẽ mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng. Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn từng là quan to, quý tộc, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách, hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng tơi không ai biết đến, đều cùng tư thế nằm bất động, đều được đưa vào bên trong cái lò đang bốc cháy ngùn ngụt. Khi trở ra, ai cũng chỉ còn lại phần tro được đựng trong một chiếc hộp vuông nho nhỏ, có tấm vải đỏ bọc bên ngoài. Khi đến với cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì. Khi rời đi, ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy. Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng. Ân ái tình thù
rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất dục vọng bởi những cám dỗ mê hoặc quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp, dễ làm cho con người ta trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi. Khi bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất, thủ đoạn mưu tính hại người, sao bạn không thử đi đến nơi lò hỏa táng để nhìn ngắm thật kỹ nắm tro tàn là cái còn lại của một kiếp người? Rất có thể nắm tro nào đó là người mà bạn mới vừa trò chuyện đầy ngưỡng mộ và say mê vài hôm trước. Giây phút nhận ra sự vô thường của kiếp người, bạn sẽ cảm thấy những áp lực đang đè nặng nơi tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bẩm sinh mắt lòng ta sáng, hôm nào kiêu mạn hóa mù. Khuyết điểm đời mình đâu thấy, chuyện người rõ suốt thiên thu. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm, điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thầm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng, ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi.
một mảnh hồn nho nhỏ như mây hoài lang thang, chẳng khi nào dừng lại, sống lạc loài hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời, niềm vui nằm phía trước, cỏ xanh bên kia đồi. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười, mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi. Một hôm hồn an tịnh quay trở về với thân, thở vào ra dừng lại, nghe đời vui trong ngẩn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Một mảnh hồn du thủ vừa tìm thấy quê nhà, tại nơi này đã đủ dứt thăng trầm xót xa. Không ai sống mãi trăm năm, thế mà tính chuyện xa xăm ngàn đời. Không ai biết được tuổi trời mà ôm mộng tưởng đổi dời thế gian. Không ai đẹp mãi dung nhan mà mong hoa thắm chẳng tàn chiều hôm. Nào ai vui mãi không buồn, dùng dằn gian díu cuối đường chia xa. Thở vào có lúc thở ra, giữa hai hơi thở đời ta lắm điều. Không ai dám bỏ tình yêu, dù tình ẩn chứa bao nhiêu lụy sầu. Có ai tóc chẳng bạc màu mà hoài dệt mộng bên cầu tử sinh. Ít ai hạnh phúc một mình, nên đành đánh đổi mong tìm chút vui. Không ai ưng bước trở lui, nên đường thiên lý ngậm ngùi rủi dông. Mấy ai về lại với lòng, thú đau thương nhận chìm trong vô thường. Không ai sống mãi miên trường, thì xin nhớ lẽ chân thường tại tâm. Có khi nào bạn tự hỏi, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Tồn tại là sống như một cỗ máy được lập trình, còn sống là cảm nhận ý nghĩa của sự sống từ những điều rất nhỏ. Có những điều đơn giản trong cuộc sống ta đã vô tình quên mất. Chỉ cần dừng lại một phút để suy ngẫm, ta sẽ thấy những điều ấy ý nghĩa như thế nào. Hãy dừng lại một phút để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên. Hơi thở đó có thể là tiếng mưa rả rích, là những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc khi gió ngang qua. Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được. Hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể làm ấm thêm trái tim của chính bạn. Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa. Có phải chúng thật hồn nhiên không? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta. Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại một phút để trở về với chính mình. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, sống với bây chừ hạnh phúc nơi đây. Có một câu chuyện như thế này. Trước đây có một ông nhà giàu gia tài ức vạn, nhưng mỗi ngày những chuyện khiến ông phiền não cũng nhiều như khối tài sản ấy. Hàng xóm sát vách của ông là hai vợ chồng xây đậu phụ. Từng có câu ngạn ngữ đại ý rằng ba nghề nghiệt ngã nhất trong đời chính là nghề nguội, chống thuyền và xây đậu phụ. Nhưng hai vợ chồng xây đậu phụ này lại sống và làm việc rất vui vẻ. Mỗi ngày
tiếng họ ca hát cười đùa không ngừng truyền đến tai ông nhà giàu từ sáng đến tối. Một hôm, bà vợ của ông nhà giàu hỏi chồng: "Chúng ta có nhiều tiền như vậy nhưng không hiểu sao lại không được vui vẻ như hai vợ chồng xe đậu phụ nhà hàng xóm ha?" Ông nhà giàu nói: "Tôi sẽ làm cho họ ngày mai có muốn cười cũng không cười được nữa." Đến đêm khuya, ông nhà giàu liền một thỏi vàng ròng sang phía bên sân nhà hàng xóm. Ngày hôm sau, phía hàng xóm quả nhiên im lặng, không có chút động tĩnh gì. Hóa ra họ đang bận tính kế với thỏi vàng ròng từ trên trời rơi xuống. Hai người cảm thấy mình đã phát tài rồi, cái việc xây đậu phụ vừa khổ vừa mệt này từ nay không cần phải làm nữa. Nhưng nếu dùng thỏi vàng này làm ăn, chẳng may thua lỗ thì phải làm sao? Còn nếu không làm ăn gì cả thì thế nào thỏi vàng này cũng mau chóng hết. Người chồng còn phân vân rằng nếu việc làm ăn ngày càng phát đạt thì nên cưới cô vợ bé trẻ đẹp hay nên thôi luôn bà vợ già thô kệch này. Người vợ thì đang nghĩ nếu sớm biết có ngày mình phát tài thì ngày xưa đã không cưới gã xây đậu phụ đáng ghét này. Mới hôm qua hai vợ chồng còn vui vẻ hạnh phúc biết bao, mà hôm nay đã không còn tâm trạng nào để nói cười với nhau nữa. Nỗi buồn phiền đã bắt đầu xâm chiếm hết tâm tư của họ. Điều khiến cho hai vợ chồng càng đau khổ hơn là tại sao ông trời lại không rơi xuống thêm mấy thỏi vàng nữa để họ có thể thực hiện ngay mọi suy tính trong đầu. Câu chuyện này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống vốn không có phiền não, nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, phiền não sẽ lần lượt kéo đến gõ cửa lòng ta. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy, đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng, phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài, thế rồi không quá một tầm tay. Nghìn thu gói trọn trong vài phút, thoảng đến rồi đi như gió bay. Xã hội ngày càng phát triển, nhiều người ngày càng chạy theo những giá trị vật chất để thỏa mãn những dục vọng, để rồi khó tìm được một phút giây tĩnh tại, một khoảng lặng cho bản thân. Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người đều chứa đựng sự thiện lương thuần chính, đó cũng là đạo lý làm người. Điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn, muốn nhận thì phải biết cho đi. Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều gì cần trân quý, điều gì mới là thực tại, mới biết mình là ai và đang kiếm tìm gì trong cõi nhân sinh này. Khi ta thử ném viên đá xuống mặt nước sẽ bị khuấy động. Ta soi mình xuống chỉ sẽ thấy hình ảnh ta méo mó, chẳng đẹp đẽ chút nào. Tâm người cũng như mặt nước ấy, hãy đợi đến khi tâm dần phẳng lặng, ta sẽ thấy ta thuần khiết nhường nào. Ta sẽ nhận ra ta là ai, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại. Chào buổi sáng, mỉm môi cười thanh thản, những ưu phiền khuất dạng với đêm qua. Chào nắng sớm chiếu soi hồn sáng lạng, kìa bình minh ưu ái lại trao quà. Chào lũ bướm múa theo lời chim hót, khóm tường vi khoe lộc biết hồi sinh. Vẳng trong gió tiếng chuông chùa thanh thoát, gửi vào đời ấm áp một câu kinh. Chào ngày mới, nguyện ngày hôm nay mới, cõi lòng vui thế giới đẹp dường bao. Khi trí tuệ tình thương là lẽ sống, từng phút giây
hạnh phúc đến ngọt ngào. Cứ thử gieo ai những muộn phiền, chân về nghiêng bước dạ không yên, sống sàng như mắt vừa vương bụi, biết nỗi buồn kia ta nhận riêng. Hãy thử trao ai chút dịu dàng, hạ nồng sao ngỡ lúc thu sang, mắt từ đưa khắp trong trần thế, ấm áp thay nghìn tiếng hỏi han. Nhắm mắt một lần để lắng nghe, nghe niềm đau trải khắp sơn khê, nhiệm màu giọt lệ thành mây khói, đời đẹp từ khi sống vỗ về. Cứ thử ngồi gần bên cạnh nhau, cùng khâu vá lại những cơn đau. Có khi xa cách vì câm lặng, lắm lúc ngôn lời chia hố sâu. Hãy thử cho nhau những nụ cười, đất trời như mở lượng đầy vơi. Khi thương và hiểu tràn muôn lối, cõi sống địa đàng vui khắp nơi. Đời người, thân thể là quý giá nhất, thế nên nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tình mình là điều đáng trân quý nhất, thế nên nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là vô giá, thế nên nhất định đừng lãng phí. Có người sinh ra phước nghiệp tốt, có xe cộ, nhà cửa, tiền bạc đủ đầy. Có người sinh ra đã mệnh mỏng, không ai chăm sóc, không có ai để dựa vào. Dù xuất phát điểm của ta thế nào, nhất định cũng đừng xem nhẹ bản thân. Dù đang trong nghịch cảnh thế nào, nhất định đừng bỏ cuộc. Sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có ngày ta thành người như ta mong muốn. Người có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười, nỗi khổ của họ ta không thể hay biết. Người không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không sống vui, sống tốt. Không có áo gấm cơm ngọc, chỉ có áo thô cơm nhạt thì có làm sao? Chỉ cần ta biết vui vẻ, biết đủ thì chẳng thiếu cái gì. Thế nên niềm hạnh phúc của ta chỉ tự tâm ta biết rõ nhất. Tiền là gì? Tiền do con người kiếm được, cũng do chính người tiêu xài. Ăn uống quá kham khổ để dành dụm tiền, rất thích món nào đó nhưng không dám mua. Thử hỏi sống như vậy là thiếu hay không thiếu? Nhiều người vất vả lao lực kiếm tiền thật nhiều, cuối cùng tiền còn, người mất. Thử hỏi sống như vậy có đáng hay không? Nhà là gì? Nhà là nơi để ở, để quay về trong niềm hạnh phúc. Thế nên đừng biến ngôi nhà thành gánh nặng, khi suốt ngày phải nghĩ đến việc trả tiền thuê hay trả góp tiền mua mỗi tháng. Sống mà lúc nào cũng phải để tâm đến những món nợ như vậy, thử hỏi tâm có mệt không? Nhà không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần thoải mái, dễ chịu. Nhà không quan trọng ở vị trí tốt hay xấu, chỉ cần có hoa, có cỏ. Xe là gì? Xe là phương tiện đi lại, không phải thứ để dùng khoe khoang. Người đi xe đạp không hẳn là không có tiền gửi ngân hàng. Người đi ô tô sang trọng chưa hẳn không đi vay ngân hàng. Đi loại xe gì không quan trọng, quan trọng là không nợ nần. Mua xe gì không quan trọng, quan trọng là đi lại an toàn. Cuộc sống là gì? Sống trong đời không nhất định cần phải đại phú đại quý, mà cần sống sao cho có ý nghĩa. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không nhất định phải so sánh với người khác, mà là chậm rãi dùng tâm của mình cảm nhận. Vui vẻ là gì? Vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà cần phát khởi chân thành từ nội tâm ta. Thời gian chẳng đợi ai đâu, làm gì tốt được cho nhau thì làm. Cho là buông xả lòng tham, nguyện cầu hạnh phúc bình an khắp
cùng. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại bạc đầu, ngập ngừng bịnh rịnh chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên xa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dặn trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về mô. Dưới lòng nôi một nắm mồ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gặp ghềnh sông mê. Một hôm có người hỏi Socrates. Ông là người có học vấn uyên thâm, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời: khoảng 1 mét. Người đó không tin: thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét. Nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1 mét, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói: phải, ai mà chả cao hơn 1 mét. Nhưng nếu muốn thông đạt khoảng cách giữa trời đất thì phải biết cách cúi đầu. Câu chuyện này cho chúng ta biết một đạo lý: cúi đầu chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Cúi đầu không phải là nịnh hót bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Ta cần học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Ta cần học cách cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân, ai chẳng có sai lầm, đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có những người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình. Cúi đầu không phải khuất phục, thấp hèn, mà là biết rằng sai nên phải sửa. Đó là cái giá phải trả. Can đảm cúi đầu trước sai lầm là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loại phẩm cách cao quý, rộng lượng mà thông dong. Có công thì mới có thẳng, có lui thì mới có thể tiến, có nhu thì mới có thể cương. Ta cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng thăng lên. Mong muốn của con người vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp đều là ông này bà nọ, trong khi bản thân lại không là gì hết, liền cảm thấy chán nản. Nhưng khi cúi đầu, ta sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là không nhận ra nên cũng không biết trân trọng. Phép biện chứng của đời lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều người ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại, cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết cách cúi đầu. Lúc nào cũng ngẩng mặt tự phụ thì làm sao nhìn ra cái hay của người khác để mà học hỏi. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn muôn rộn ý sầu. Một phụ nữ bất hạnh tìm đến lão thiền sư ở nơi thâm sơn để mong được ngài chỉ dạy bí quyết sống hạnh phúc. Thiền sư hỏi: xin hỏi đạo hữu, điều đạo hữu đang xem trọng nhất trong đời là gì? Người phụ nữ chau mày suy nghĩ rồi chắp tay đáp: bạch thiền sư, con u mê không hiểu rõ câu hỏi của ngài.
Thiền sư mỉm cười, ôn tồn giảng giải. Ta hỏi đạo hữu về điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất, vì điều đó quyết định đạo hữu có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh hay không. Người xem trọng danh tiếng, thể diện, sĩ diện của bản thân thì sẽ bực tức oán hận khi bị ai đó hạ nhục, coi thường. Người xem trọng gia tài, lợi lộc thì sẽ đau như cắt từng khúc ruột, tranh đấu mãi khiến thân thể hao mòn khi bị mất tiền của. Người xem trọng sắc đẹp thì ắt sinh lo buồn, ủ rũ khi nhan sắc tàn phai theo năm tháng. Người xem trọng tình cảm nam nữ thì không tránh khỏi thất tình khi bị người yêu hờ hững, phản bội. Người xem trọng và sống lụy tình cảm thân quyến thì như ngọn cỏ trước gió, không gượng dậy nổi khi người thân gặp chuyện không hay. Không biết đạo hữu xem trọng nhất điều gì trong số những điều đó? Người phụ nữ như bừng tỉnh ngộ, cô nhận ra mình đang xem trọng và ôm giữ tất cả những điều thiền sư vừa nói. Thì ra, những cái ấy chính là nguyên nhân của nỗi bất an đeo đẳng suốt cuộc đời cô. Cô nói: Bạch thiền sư, cảm tạ ngài khai thị. Vậy con phải xem trọng nhất điều gì thì mới có hạnh phúc của nhân sinh đây? Thiền sư mỉm cười nhẹ nhàng đáp: Thứ duy nhất đạo hữu nên bảo vệ trên đời này chính là đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người có đời sống tâm linh và đạo đức thì không hốt hoảng khi mất tiền của, vì xét cho cùng, chúng chỉ là phương tiện, mà phương tiện thì có thể dễ dàng tìm lại được, và dẫu có mất đi thì không hao tổn đến đức hạnh của mình. Người đó cũng không bực tức khi bị sỉ nhục, không thất vọng khi bị lạnh nhạt, không bất an khi gia đình có chuyện chẳng hay. Người đó không lo buồn theo năm tháng, vì hiểu rõ rằng sỉ nhục, lạnh nhạt, hoạn nạn và tuổi già là những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của mình, không thể tác động đến đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người đó sẽ chấp nhận tất cả những thăng trầm, thịnh suy của đời sống, vì cuộc đời xưa nay vốn thế. Người đó sẽ cảm ơn khi bị người khác bôi nhọ, vì đó là cơ hội tốt để tu dưỡng đức hạnh. Một người sống bình an giữa những biến động được mất vô thường chẳng phải là người có nội tâm vững chãi và hạnh phúc hay sao? Nghe xong, người phụ nữ bất hạnh kia bắt đầu lặng im nghĩ suy về những điều mình đã và đang xem trọng trong đời. Còn bạn, bạn đang xem trọng điều gì nhất? Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Ta nên sống sao khi cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng êm xuôi như ý? Sau đây là những câu trả lời của bậc thiện tri thức giúp chúng ta tìm thấy hướng đi của mình trong đời. Hỏi: làm sao cân bằng vui vẻ và bi thương? Đáp: khi vui hãy nhớ tới lúc buồn, khi buồn hãy nghĩ tới lúc vui. Vui quá hóa buồn, buồn quá hóa bi quan. Hỏi: có sự vĩnh viễn không? Đáp: hầu như con người ai ai cũng đều cảm thấy đời vĩnh viễn và còn rất xa. Thật ra mọi sự nó có thể ngắn ngủi đến nỗi chúng ta không thể nào ngờ tới. Hỏi: những thứ mất đi có nhất thiết truy đòi không? Đáp: ngẫm cho kỹ đi, những thứ mất đi kỳ thực chưa bao giờ thật sự thuộc về bạn, thế nên không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi. Hỏi: cuộc sống quá mệt mỏi nên làm sao cho nhẹ nhõm đây? Đáp: cuộc sống mệt mỏi một nửa là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng và ghen tị, oán hận của mỗi người. Hỏi: làm thế nào nắm giữ hôm qua
và hôm nay? Đáp: chớ để quá nhiều hôm qua và mai sau chiếm ngự vào ngày hôm nay của bạn. Như thế tạm gọi là đã nắm giữ hôm nay. Hỏi: nên đối với bản thân và đối với người khác như thế nào? Đáp: hãy đối với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời không dài. Hãy đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ. Hỏi: lễ phép nên được giải thích ra sao? Đáp: xin lỗi tức là chân thành, không dối gian tức là phong độ. Nếu bạn trao chân thành nhưng không nhận lại được sự tử tế, điều đó có thể chứng tỏ đối phương đã cư xử rất vụng về và vô tình. Hỏi: làm thế nào xác định mục tiêu của đời mình? Đáp: nếu bạn biết khả năng mình ở đâu, thế giới tâm thức của bạn sẽ tự động mở ra con đường, dù đường đời đang bít lối chăng nữa. Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm. Ta về đâu, đời dạt cuối chân trời. Loay hoay cùng nhịp trái đất mù khơi, dường hoang phí đời ta trong mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết, nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi giả tràng một kiếp đã hoài công, mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa. Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, biển mặn đầy cơn khát chẳng hề nguôi. Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời, mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt. Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt, còn chút này sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, thôi bắt bóng đuổi hình, cho vạn kiếp lên đên chừ khép lại. Đôi mắt nhắm thương chuỗi ngày ngây dài, nhân gian ơi cõi mộng biết chăng là. Sự khác nhau giữa người thông minh và người trí tuệ. Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên ra tay, còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, nhưng bỏ xuống được là trí tuệ. Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, tức bộc lộ hết tài năng. Người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh, còn họ âm thầm lặng lẽ làm. Ví dụ, trong một bữa tiệc, người thông minh bận nói không ngừng, vì vậy họ giống cái ấm trà. Người trí tuệ bận lắng nghe người khác nói, thế nên họ giống cái tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi. Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng cảnh giới của sinh tồn. Trên thế giới có rất nhiều người thông minh, nhưng rất hiếm người có trí tuệ. Ngay cả Socrates được công nhận là người trí tuệ cũng tự thấy rằng nếu xét theo yêu cầu về trí tuệ thì bản thân ông cũng là người vô tri. Người thông minh thường không chịu được sự thiệt thòi, nhưng người trí tuệ thường có thể chịu thiệt. Người thông minh luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như khi kinh doanh, người thông minh luôn có thể thu về lợi nhuận, còn người trí tuệ sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất mà đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Thế nên có khi sẵn sàng bù tiền. Người trí tuệ biết rằng không mất thì sẽ không được. Người thông minh chú ý chi tiết, người trí tuệ chú trọng tổng thể. Người thông minh thường phiền não nhiều, thường mất ngủ, qua đời sớm vì nhạy cảm hơn người bình thường. Người trí tuệ có thể rời xa phiền muộn, đạt đến mức độ không vui vì được, không buồn vì mất. Vì vậy, người trí tuệ ăn ngon ngủ yên, sống thọ.
người thông minh có khát vọng thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình. Người trí tuệ thường thuận theo tự nhiên. Vì vậy, người thông minh thường có những quan hệ căng thẳng, còn người trí tuệ thường có những quan hệ hòa nhã hơn. Thông minh đa số là trời sinh, có được do di truyền, còn trí tuệ dựa nhiều vào tu tập, rèn luyện. Thông minh có thể giúp ta có được nhiều tri thức, trí tuệ khiến ta có văn hóa. Vì vậy, một người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, còn người càng có nhiều văn hóa thì càng trí tuệ. Thông minh dựa vào tai và mắt, tức tai thính, mắt tinh. Trí tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức tuệ do tâm sinh. Thông minh có thể mang đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến niềm vui nội tại. Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ. Còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ. Vậy, bạn là người thông minh hay trí tuệ? Vậy, bạn muốn làm người thông minh hay làm người trí tuệ? Tìm ta một cội nghỉ chân, giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khập khiễng đi về, gót chân đã mỏi, đam mê đã trùng. Ta từ vô thỉ mịt mùng, bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên. Tìm ta một cội chân nguyên, vào nương bỗng mất, nhập miền vô ưu. Thỉnh thoảng ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người, như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên, ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, nhìn kỹ nét tần tảo, chịu thương, chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng. Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ phai đi, nhẹ tên. Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Họ sẽ chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời. Họ sẽ chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác. Họ sẽ chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua. Và họ sẽ chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy, mọi thứ rồi sẽ mất đi. Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay
là ngày cuối cùng trong đời. Suy nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm nữa hay không. Nếu sớm mai ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc sống này bằng trọn vẹn trái tim. Trong phút giây này em có hay, vạn vật quanh mình đang chuyển xoay. Có mầm non hé hoa cười nụ, chiếc lá xa cành theo gió bay. Trong khoảnh khắc này em biết chăng, có người hạnh phúc kẻ băn khoăn. Nơi tê nghèo đói đời cô quạnh, chỗ nớ ngày chưa hết nhọc nhằn. Những câu thường nhắc bên lòng. Có những việc hôm nay ta thấy lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay chuyện ấy quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Trên đời có một số việc không phải ta không để tâm, mà có để tâm cũng không làm được gì hơn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Giữa người với người có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu, cũng có thể cạn. Trong cuộc sống, có người nói ít làm nhiều, cũng có người chỉ biết hoa tay múa chân. Bạn không nên quá bận lòng về người khác, chỉ cần quản tốt việc của chính mình, mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người ta giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đức Phật từng nói rằng với người không có duyên, bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn khi đã hữu duyên với nhau thì chỉ cần bạn xuất hiện thôi là đã có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Cuộc sống không có nếu như hay giá như, chỉ có kết quả và hậu quả. Đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện bất như ý, hãy nói với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Cho nên hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Chỉ cần luôn làm tốt những việc của bản thân, như làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn sự lương thiện, đi con đường chánh hạnh, mỗi ngày sống trong tâm niệm biết ơn, mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên vận hành. Trao gửi chân tình mới có được chân tình. Nhưng mặt khác, ta rất dễ bị tổn thương nặng nề khi trao gửi chân tình nhằm người hư tình giả dối. Đôi khi lãnh đạm không phải là vô tình, mà chỉ là một cách để tránh khỏi bị tổn thương. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng nhiều khi giữ khoảng cách quá sẽ khiến ta vĩnh viễn cô đơn. Không có nửa bên kia 100%, chỉ có 50% của hai người hợp lại thành cặp vợ chồng hoặc một cặp nhân duyên 100%. Khi giao tiếp, đừng mong muốn hết thảy mọi người đều nghe theo quan điểm của mình, vì đó là thái độ của bản ngã và là nguồn gốc phát sinh kiêu mạn. Người hiểu ta thì ta không cần giải thích. Người không hiểu ta, ta lại càng không cần giải thích,
bởi họ không hề muốn nghe ta. Vì thế, giải thích vĩnh viễn là thừa thải. Chiều hôm núi hỏi dòng sông, sao trôi đi mãi mà không thấy về. Sông bèn róc rách tỉ tê, nghìn thu nước đã nguyện thề cùng mây. Rồi mai mưa xuống đất này, ấy thì ta lại sum vầy thế thôi. Chớ buồn cho cuộc chia phôi, ngày sau trùng ngộ môi cười đẹp hơn. Vô thường ấp ủ chân thường, cõi uyên thuở nọ chưa từng vắng nhau. Núi ơi, nắng đã phai màu, dòng thời gian chảy qua cầu vạn niên. Trùng trùng trong cõi nhân duyên, hẹn nhau dưới cội chân nguyên một ngày. Ơ kìa, nước đã thành mây, mưa rơi trên lá, chiều nay núi cười. Đến, đi, sinh, diệt, trò chơi, bừng con mắt mộng, thảnh thơi sóng nhạc. Có bao giờ trong cuộc đời bạn tự hỏi, ta là ai vậy nhỉ? Ta có phải là cái tên này không? Không phải, vì cái tên ta là do cha mẹ đặt cho, thường sẽ theo ta cả đời. Hay ta là thân xác này, nhưng thân xác này rồi sẽ không ra khỏi vòng sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày về chốn viễn phương. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân. Đã bao lần trong đêm dài tôi tự hỏi mình đang làm gì giữa cuộc đời này. Hãy tưởng tượng mình đang say sưa vùi đầu để làm một nhạc sĩ tài hoa, một chính trị gia vĩ đại, một doanh nhân thành đạt, một kỹ sư lỗi lạc, một nhà truyền giáo, một người cha, một người mẹ. Mình làm là vì cái gì? Tôi nghĩ tất cả đều có mục đích hết. Mục đích đó nằm ở chỗ cao thượng hay hạ đẳng mà thôi. Người cao thượng thì muốn hy sinh cái của mình cho người khác. Người hạ đẳng thì muốn người khác phải hy sinh cho mình. Con người vô vọng phải bước đi đơn độc trên mặt đất với thời gian không gian bao trùm vô biên. Tôi đã mỏi chân cho những triền miên của đời mình. Những ước ao, những dự án, tất cả đều đã trở thành vô vọng. Nỗi đời luôn đi đôi với dòng suy tưởng miên man cơm áo gạo tiền. Làm sao để ta thoát ra những vụn vặt của thế gian? Em ở đâu? Tôi ở đâu? Kiếp này em là gì và tôi là gì? Có bao phạm trù đen trắng đuổi nhau, tìm nhau để giăng mắt hư vô. Những lý luận chữ nghĩa trở thành vô nghĩa trước thực tế biến chuyển cuộc đời. Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật khi nó dịch thành danh từ suông. Hạnh phúc là hành động trong khổ đau, vì không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người. Hạnh phúc là khi bạn biết trân quý những gì bạn đang có. Dường như chúng ta chẳng bao giờ nhận ra rằng mình đang nắm trong tay nhiều thứ quý giá, cho đến một ngày nó tuột mất khỏi tầm tay. Chỉ khi đó ta mới nhận ra, mới hối hận, mới cảm thấy tiếc nuối rằng vì sao lại để nó tuột mất, và nghĩ như thế tất cả là muộn màng. Ở đời không có gì gọi là muộn màng cả. Như tôi có nói, đời là phải có mất đi cái gì đó, mình mới chịu lớn lên. Những hành động, những suy nghĩ sẽ định nghĩa toàn bộ tương lai cuộc đời mình. Không một ai có thể giúp cuộc đời mình bằng chính mình cả. Cho nên đừng bao giờ buồn phiền, trách móc, than vãn. Cũng đừng để ai đó làm ảnh hưởng, phiền muộn tâm yên bình của mình. Cuộc đời khi đếm thời gian thì dài, mà nhìn lại thì ngắn. Nó ngắn trong khoảnh khắc và dài trong ước mơ. Nên cuộc đời chớ vì một ai không xứng đáng mà tự làm khổ cõi lòng mình. Hãy xem nhẹ tất cả. Chuyện quá khứ là chuyện phù du, như bong bóng nước trôi dài, như đèn nhấp nháy đêm thâu, như bóng hình ảo vui sầu chim bao, và như đám mây hạ, thôi thì còn đâu. Cuối tháng 7,
tôi đã tròn 30 tuổi. 30 tuổi tự đứng vững bằng hai chân. 30 tuổi là một khoảng thời gian chất chứa biết bao cảm xúc đang chéo nhau. Tình yêu, thân phận, giận hờn, hơn thua, cô đơn, buồn đau, lý tưởng, tham vọng, tuyệt vọng, trăn trở, lang thang. 30 tuổi là 30 gam màu kết tinh thành một tràng ký ức. Có những người bạn một thời rất thân, nay gặp lại bỗng dưng lạnh lùng như người xa lạ. Có những người mới gặp hôm qua đây đã xem như bạn thân lâu rồi. Dường như rất lạ, cũng dường như rất xa. Đâu đó hoài niệm trong trẻo ký ức một thời. Nếu có ai đó thương yêu trân quý bạn, thì dẫu bạn có sống như thế nào, người ấy vẫn lắng nghe, vẫn trân trọng sự có mặt của bạn. Người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn những lúc bạn gặp khó khăn. Chính tôi cũng vậy, đã không còn phụ thuộc xem trọng một người để rồi người ấy coi mình chẳng ra gì. Phải tập nương tựa chính mình. Cuộc sống là khéo, là trưởng thành rồi lớn lên. Hơn thua so với chính mình, hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Phải tập buồn những thứ không thuộc về mình. Đừng bao giờ tiếc nuối quá khứ. Hãy tiếc nuối khoảng thời gian mình đã đầu tư sai lầm. Sai lầm nhưng không được bi quan hay hờn trách, vì mọi sai lầm đều được chữa lành bằng thời gian. Hãy đi bằng chính đôi chân mình. Hãy để tâm hồn tự do trong mọi nghĩ suy. Tôi có viết một câu thư pháp bằng tiếng Anh được đặt ở bàn trà mà tôi rất thích. Be free where you are. Sống tự do bất cứ nơi nào bạn muốn. Đời cần lắm sự tự do. Tự do như một cánh chim bằng thông dong giữa bầu trời yên bình mỗi sớm bình minh. Tự do mà không được lãng phí thời gian. Tự do trong mỗi ngày với lối sống giản dị, với hạnh phúc bản thân, với tâm hồn tĩnh tại. Thực ra chúng ta có rất nhiều thời gian, và chúng ta sử dụng thời gian một cách hoang phí. Mới đây thôi, tôi có đọc tờ báo làm tôi ấn tượng. Có một quán cà phê viết dòng chữ trên bảng hiệu rằng: ở đây chúng tôi không có wifi, hãy trò chuyện với người bên cạnh bạn. Rất hay, một lời nhắc nhở tuyệt vời. Tự do là có mặt, là sống với giây phút, là trân quý người xung quanh. Có lẽ ngày nay chiếc điện thoại thông minh đã giết chết tự do của chúng ta rất nhiều. Thay vì mình làm chủ nó, vô tình nó trở lại làm chủ mình. Mình sống phụ thuộc vào nó, rồi mình kiếm ít nhất là một cái cớ biện minh cho lối sống buông lỏng thờ ơ của mình. Xin hãy có mặt thật sự với người bên cạnh bạn. Đó mới là điều quan trọng, mới thực là người tự do.